À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Warhammer 2. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của những linh hồn biển cả đó, cùng với Madame. Ở tập trước ấy thì mình đang định tiến xuống phía nam thì cái mấy thằng chuột này nó lại thích giở quẻ, thích đánh nhau mình. À, nó lại đánh nhau với cả mấy thằng thằn lằn này nữa. Cái thằng chuột này thì có vẻ như là nó muốn thống trị thế giới à? Nó đang muốn thống cái gì thì thống mình cũng phải đập. Bây giờ nó đang vây nhà mình như này, nó còn có hai quân đoàn ở đây nữa. Nhưng quân đoàn của bọn chuột này thì mình chả sợ lắm, thì sợ nó đập vào cái nhà này của mình thôi. Kể đợt này mình hết việc để làm cái quan lượt đó. Có thể mình sẽ nghiên cứu công nghệ và để có thêm các cái tướng huyền thoại nữa. Tự dưng cái thằng đắp ép này nó đánh nhau mình. Thôi xong, nó ăn mất cái thành này của mình rồi. Không ăn được không? Nó chiếm cái đâu, đốt luôn chiếm. Ai xa, nan giải ghê chứ. Mấy cái con chuột này láo thật. Đã thấy ông xuống chiếm hết đất của chúng mày ở phía nam. Cái khu vực phía nam này có lẽ mình sẽ đánh chiếm hết khu vực phía nam này để làm bàn đạp. Tiến sang châu Phi này, tiến lên phương Bắc thì đều cứ cần phải chiếm cái vùng này để làm bàn đạp và phát triển kinh tế nữa. Bởi vì mình cũng có tất cả, ngoài cái tư con mụ béo này ra thì còn đến 4 tướng huyền thoại khác. Có nghĩa là chúng ta có ít nhất 5 quân đoàn. Như vậy thì upkeep nó sẽ rất là cao. Bởi vì chúng ta cứ thêm một quân đoàn là upkeep nó sẽ tăng rất nhiều. Rồi. Upkeep nó sẽ tăng rất nhiều. Một trong những lý do mình chưa phát triển thì mình muốn hoàn thành nốt cái nhiệm vụ này thôi. Chứ còn để mà một thằng thằn lằn nữa dẹo rồi. Thủ ở cái thành to này. Thành bé thì lâng nhanh, thành to lâu lắm. Chơi anh hơi được đấy. Mày đốt thành mày à? Mày đốt được không? Mày đốt mãi được không? Cho nó tiếp viện thì sao nhỉ? Nó không có pháo. Ở đây. Không. Đây. Có hai khẩu pháo. Nhưng pháo của nó ăn làm sao được pháo của mình. Cho nó tiếp viện cho vui. Dăm ba cái con chuột. Nhưng mình chỉ sợ nó tiếp viện đằng sau lưng thôi. Nên là mình sẽ đánh từng thằng một. Mình chỉ sợ nó tiếp viện đằng sau lưng thôi. Úi giời. Chỗ này mình lại có cái thế để phòng thủ rồi. Cho khẩu pháo đứng ở cái góc tường kia thì làm sao thằng nào bò ra đấy được. Dăm ba cái con chuột này sợ thì. Cái bọn chuột này nó có cái tấn công độc thôi, nhưng mà có một cái vấn đề là chúng nó tấn công độc nhưng mà quân của mình thì nó hồi máu được. Chuột thì nó cũng có cân quân pháp thuật đấy, nhưng mà mình sẽ giết chết con rồng của nó, con tướng của nó trước. Và ít nhất là mình sẽ có... À, nó không có lính bay. Vậy thì không quân của mình có việc để làm rồi. Đi phá hủy hai khẩu pháo. Không quân của mình sẽ nhiệm vụ đi phá hủy pháo. Ui, bọn này lạ chết quân nó cho anh. Ây, nó có cả con chuột cống này. Đây rồi, mình sẽ cho quân mình đứng ở đây. Quá đẹp. Pháo mình đứng ở đây. Nó sẽ tiến ra theo hướng này. Hai thằng này
nó nhanh cho nó vuông, không thể tiến vào được đâu. Mấy con ma này cứ đứng sau một chút đi, bởi vì không cẩn thận là pháo nó lã. Hai con ma đấy nó sẽ đi cùng với bọn cô vào. Còn bọn rồng thì chuẩn bị giải quyết mấy khẩu pháo của nó. Chưa biết pháo nó đâu. Pháo nó đầy à? Pháo bắn thẳng, không thua. Kỵ sĩ này thì chấp hết các thể loại luôn này. Hình như có một thằng của mình đâu. Bản thân con rồng nó cũng tự hồi máu theo luật. Ổ phá của nó đâu nhỉ? Đây à? Đâu? Chưa nhìn thấy khẩu hồi. Thế trận này phòng thủ thì quá tuyệt luôn. Gặp cái hai thanh niên này là bắn xuống cối. Gì đây? À, loại chuột đến đây à? Mày dở cho gọi chuột. Mày dở cho gọi chuột đây. Rồi, đứng đây. Súng của mình bắn vãi trưởng thật. Đây, pháo nó đây rồi. Nổ vào đây cho anh. Úi dồi. Hai khẩu pháo nó ăn lo đạn của mình. Úi dồi ôi. Hai là bắn súng này không à? Ôi ôi, bắn ác lắm. Dăm ba mấy cái thằng áo tét này. Thôi từ từ đứng đây. Đợi cho nó đến gần. Chưa tới lời đã chết gần hết. Úi dồi ôi. Úi dồi. Nó phải đánh nhau mấy con sát sát ướt của anh. Nó không có lính bay. Bắn vào đây cho anh. Béo này còn chưa thèm ra tay ấy. Tên của mũ béo là ủa. Úi dồi, dòng ba cái con chuột. Chưa thấy nơi chết sạch. Quá là lão đây. Cho nó đến gần tí. Hai thằng, hai thằng bắn súng rồi. Úi dồi ôi, bắn. Úi dồi. Ai, tướng nó đây à? Tướng nó đang bị ăn, ăn khẩu pháo mình à? Chết đây. Trận này mình chưa thể gọi đến mấy hiệp sĩ. Chưa thể gọi hiệp sĩ lên. Dù
súng này chất. Chưa đồi bắn thì chuẩn quá rồi. Mình sẽ có phải đánh được trận đấy, mình sẽ hồi máu thôi. Quê không ra rồi. Chuyên ăn thì lắc rồi. Gọi cho mấy con chuột để láo kìa. Chuột phép nó gọi cho mấy con chuột cùi. Thôi dòng về đây. Gọi lên nóng chuột phết. Cứ vỏ ốc của mình chưa để đánh nhau à? Vào đây. Hai thanh niên này đi đâu ấy? Hay à? Bắn ra đây. Rủ gặp phải hai thanh niên nó bắn rồi. Láo này dám đốt nhà anh à? Con lock này là lock chính của nó sao đây? Kỵ sĩ Petonia kia nó gần lì. This plunder is for you. Không hồi được máu. Một thằng hy sinh, bắt được một cái kiếm. Sao mấy con này đeo vào? Đeo đồ vào, đánh nó rực rỡ. Miss Lê Damager á? Thế thì không cần. Ủa, đáng magic đi. Tăng 10 giáp nữa. Cái này seen this one in my mirror. Có cái gì đeo cái đấy vậy? Con mụ béo này lên cấp à? Hoặc là ambush. Hoặc là ăn cướp à? Cái này tăng tiếp nữa thì tốt nhỉ. The tides rise, Othlan will sink. Find an audience. Mày à? Let me try. Hạ từng thang một. He shall sing for death. Đám xuất hiện thì cũng có cái gì là mạnh đâu nhỉ? Witness my greatness. Có lên không nhỉ? Nếu nó xông vào mà mình đừng quá là hay vất, khó bảo vệ thôi chứ còn đánh thì mình không sợ. Đánh nhau với đội quân bất tử này thì có làm sao mà ăn được. Những linh hồn bất tử. Ôi trận này phòng thủ hơi khó rồi. Trận này thì nó lại không có được cái lực lượng bảo vệ tuyến sau. Nhưng hồn ma sẽ bảo vệ tuyến sau, bảo vệ pháo. Tiếp viện từ đằng sau à? Mấy con ma đứng đây bảo vệ phá. Ta mua vào ốc cũng thế.
extend to you. The lost reveal her. Chấp chơi người rơi luôn. Xem chúng nó vào đông cỡ nào. Hồi máu. Khẩu này không biết nó gọi là pháo. Khẩu này là khẩu chuyên diệt bộ binh. Chết cơ số rồi. Vào đông nhỉ? Đông này. À, đâu chui ra nó chơi cái trò gọi quân hết thật. Gọi mấy con chuột láo tét này ra. Lần này anh chơi chắc cờ nào anh bảo vệ chắc chắn luôn. Ok. Trong ba cái con chuột này còn đánh nhau hồn ma. Trời. Úi giời, cơ số luôn. Rồi. Không ăn được đâu. Không vào được máu của anh đâu. Như chỉ đứng đây rồi, tăng cái này lên, tăng phòng thủ cận chiến và đi loạn. Rồi đang đi phòng thủ cận chiến này còn dòng này lên lên. Cái sức khi này nó tăng hơn 30 điểm để chết cả. Nó không vào được. Chết. Đúng rồi. Nó bắn súng thì bắn mãi chưa hết đạn. Mấy con rồng này bay lên. Vào đâu mà sợ. Chỉ Kratos nha rồi. Ủa. Cái béo này bị tấn công dữ thế. Pháo của mình sao lại nó tràn vào tiền sau lưng này, nó bỏ ốc đâu rồi, béo rồi, gọi tiếp cô bỏ ốc mày kinh nhỉ. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Ủa cái con ma này không mất máu luôn, vãi cả chuyện. Cái con ma này rồi về đây. Cô gõ quả xuống đây đi.
khu khóa ốc này nữa. Đám hồn ma này nó bất tử luôn rồi. Ờ mà hồn ma thì làm gì còn chết nữa đâu mà nó phải bất tử. Super con nha. Rồi khu khóa ốc này rồi. Kéo này nó rút từ đây rồi. As you say. Lũ béo này còn gọi được rất nhiều nữa mà nhỉ. Ôi máu trong bụng béo nào. Con ma cả dần này thì cơ bản nó tự máu được. Nếu con vai hút này rất hợp đánh nhau với chuột à? Bọn này cứ bỏ chạy xong nó lại quay lại, điên thật. Con béo nào. Biết rồi cho anh. Yes. Hai thanh niên bắn súng này vẫn bắn nhiệt tình nhỉ. Nó chả làm gì được luôn. Đâu rồi mấy con rồng thôi. Không quay lại điên thật. Chỉ có mấy con ma là bất tử luôn. Đúng là ở trận này thì đúng là bọn hồn ma nó không mất một tí máu được luôn này. Mấy con thế này. Nhưng con hồn ma này nó có bị làm sao đâu. Này thì bị thương. Vào đây để hồi quân. Gọi tiếp đồng đội nó đấy. Cho nó đánh nhau với hồn ma này, nó đánh nhau. Rồi có tiếp viện của nó còn vào tiếp đấy. Nhà cái thằng tệ. Ồ, nó vào đằng sau lưng rồi. Tiếp viện. Chạy đi rồi đấy, chạy lại. Ghét thật. Rat on a girl. Đánh nhau với đội quân bất tử thì làm sao mà đánh được. Bọn một mai nó lì thật đấy, không mất, gần như không mất máu. Đúng rồi, vãi thật, nó giết được bao nhiêu thằng luôn kìa. Nó quyết đứng ủa khẩu pháo của mình dã chả thế, 500 thằng cơ á. Chuột này dám vào nhà anh à, mày phải chết. You inhabit, not for long. Chiếm lãnh thổ được một cái gì? Cái gì đây? Cái gì là đã phá tan nhà của mình? Madam Silostra, dear fan. Bộ béo này học cái gì đây? Cộng public order, cộng leadership, cộng 10% hồi máu. Cộng 2, ít và mì. Vostek Kappang. À, cái này thì... Nhưng mà ở đây, cái chiến dịch này thì không dùng được. Team Bet tăng đam và tăng phòng thủ cho tất cả các đơn vị quân. Ồ. Cái này thì à... Lick Order tăng hồn quân thì chả quan trọng lắm. Cái này thì mình đã lân, cái này
Xong cửa râu thì bây giờ thì con không cần nữa đâu. Lính thì đủ rồi, mình chả cần thêm lính nữa. Cái lính này thì mình cũng không dùng. Thôi được, nâng cái này đi. Hai cái công trình này. Cái này nhìn bị chất đấy, nhưng mà thôi được, cái này lên trước đi. Còn đây nữa. Còn cái này dọc dẹo nữa. Vampire of the waves. À đâu nhỉ? Spoils for all. Đám tàn quân. Rồi ngon. Gold for prisoners. Sợ. Land folk are weak. Sao lại không hồi được quân này? Nhờ đất của mình mà. Rumfels favors this one. Bây giờ mà mình mua tướng huyền thoại thì tướng huyền thoại bây giờ chúng ta lên mức 1 rồi, sắp có thêm một thằng nữa nó đến nó nhà mình để nó hỏi thăm mình xem là mình làm gì rồi. Ở mức này là lượt sau mình sẽ nghiên cứu cái công nghệ này để bắt đầu tuyển đầu nhỉ? Thằng này này tăng 10% phòng thủ à France hỏi lốt cái này đi cho xong. Nhưng mà quân đoàn của cái thằng tướng này thì sử dụng quân gì được nhỉ? Kháng sát thương 10%, sát thương vật lý. Nếu như nó tăng phần trăm thì chúng ta phải dùng những lính hồn ma. Nhưng mà mình có quân hồn ma nhiều quá là mình sẽ chơi một quân đoàn và nó. Bây giờ cái con Mogul nó không thể nhiều nữa, mình không thể tuyển thêm một Mogul nữa. Mắc rồi. Phải chiến thêm thành mới có thêm Mogul. Đánh nhau với cái bọn cận chiến này cứ Mogul, bọn hồn ma đập té tua luôn. Kế hoạch nam tiến của mình bắt đầu. Cái phía bắc này của mình vẫn tạm ổn. À, thằng Bretonia với cả thằng Baron von Histi, Admiral of the Red Dragon, beckons you to combat. Rồi. He will test your seamanship and arsenal. But the prize that awaits holds the key to defeating Amanar. Đây, cái thằng nào thì tăng giáp nhỉ? 15 giáp. Cộng 15 giáp. Nhưng nó không tăng cho quân. Nó phải có chữ lock this army cơ. Thằng này mạnh để bắn nhau mà. Admiral mạnh để bắn nhau, cộng 10% ranger. Ủa ôi, bắn xa hả? Nghiên cứu cái này đi. Ôi chết. Nghiên cứu phát lại tụt à? Thế thì lâng một cái này trước đã. Nghiên cứu cái này trước đã. Mình đang hạng 1 mà. Từ từ đã. Bộ béo này bây giờ là phải đi cân tim. Con này đúng không? Ủa, thanh niên Bretonia này
thanh niên này cái tội dám lão. My visions predict failure. Blood and plunder. Fly the flag. Admiral of the fleet. I have arrived. Có thể mua được cua và ốc này. Mua được cả. Cái con này không biết dùng kiểu gì vậy. Nó bút cho mấy thằng tầm xa nhưng mà đợi có thêm lock mới xem nó có skill gì bắt đầu mình tính được. Queen Bats. Cái khẩu pháo này nó bắn kinh hồn. Ôi dồi. Tình hình phương Bắc. À, mày chạy. Chạy lên quận. Mình vẫn đang phải chờ cái bọn nó nổi dậy thì nó đến, cái bọn cướp biển ở các nơi khác nó đến, khi mà mình lên hạng 1 là chúng nó ghét mình là nó sẽ đến thôi. Gần như là cái nhiệm vụ để xem là thằng nào làm đại ca. Kiểu như vậy. Các bạn lên hạng 1 không phải là các bạn chỉ lên được, bạn muốn ngồi được cái ghế đấy thì các bạn phải thể hiện được bản lĩnh của mình, kiểu như thế. Có bản lĩnh thì mới ngồi được ghế đấy đúng không? Nói chung thì đến đây là mình chưa đi được. Siren of the storm. Search for treasure. Take it for me. Thank you. Drown them all. Không có gì. Behold. Đã cắm trại. Thằng này lên cấp. Đây rồi, học vào cái này để nó hồi mana. A good understudy. Ồ, con này mạnh thế. Mua máu rồi, con này tăng vào máu tiếp đi, cứ máu cao. Romfels favors this one. A good understudy. Con này chuyên nhiều ở thằng này, thằng tướng con mụ béo này chuyên một ma. Ở đây có một cái. I have sailed the world. Nhặt. Kiếm tiền em ơi. Được cái gì đấy? Lend ahoy! Yes. Có lại chui ra thằng gì đấy? I am denied. The crew are restless. Vampire of the waves. Master. Công trình này thực ra bây giờ không cần thiết nữa. Bởi vì bây giờ gần như mình mắc rồi. Đập đi để xây công trình khác. Cái này thực ra là nó hồi máu. Corruption. Tăng grow là chủ lực. Bỏ đi để xây cái gì tăng tiền. Ơ chết. Tăng cái gì tăng tiền lên một chút xíu. Hôm nay thì cứ lên cái tường thành cho chắc cờ. Mòi lên cái tường thành cho chắc cờ.
béo này mạnh lắm. Được thêm một cái kim bét nữa xem nào. Kim bét. Đâu vậy? Có thấy đâu? Làm nào để có nhỉ? Landfolk are weak. Treasure is there. Không biết làm thế nào để có cái khẩu kim bét. Làm nào để có nhỉ? Có thể xây thêm một công trình nữa. Thế thì công trình trên này mình cũng có thể xây thêm được đấy chứ nhỉ? Chưa à? Còn công trình trên này không xây thêm được. Xây được hai công trình rồi. Một thôi. Cái này thì mình lại được nhiều tiền hơn. Chờ tiếp cái thằng kia nó đến mà mãi cho đến nó đến nhỉ. Về đây đánh tiếp nào. Tiếp luôn. Nào mấy con chuột lại đến đây à? Chúng mày chưa biết chết à? Chưa sợ chết à? Cái nhiệm vụ cuối cùng này không biết có khó lắm không nhỉ? Cướp biển đâu rồi? Đến đây xem nào. Mohun Hunter hay là... mình cần Mohun. Đúng rồi. Mình đang rất thích Mohun mà bây giờ mình cũng không có thêm một con Mohun nữa. Căn bản con này nó phải có kháng sát thương vật lý chứ nhỉ? Sao không có? Admiral of the fleet. Of course. Nó mang cho mấy con chuột cống đấy rồi.
tuyển quân không quan trọng lắm. Madam, I lost a dear fan. Lăng tiếp cái này lên nữa. Serve for eternity. Thêm một con Morgul. Thì nó cướp trên đất của mình. À không, đất của mình đến đây thôi. Thằng Bretonia này nó đang làm tường cho mình. Xây cái gì có tiền cái này à? Nhà lính thì không à? Nhà lính thì không cần. Xây này tăng tiền. Chờ bọn kia đến mà chưa thấy nó đến rồi. Mình lên hạng 1 rồi mà mãi chưa thấy nó đến. Đến đây xem nào. Nghiên cứu cái công nghệ mà có cái thằng tướng kia thì lại mình sẽ bị trừ 1000 infamy. Như vậy là quá nhiều. Mình sẽ không giữ được hạng 1 nữa, chuyển xuống hạng 2. Nosca đánh nhau. Ái xà 1260. Cái con chuột kia nó lọ mọ lên đây cái sao lại chạy đâu à? Mắc luôn công nghệ này nữa là ổn rồi. Mấy thằng thiếu huyền thoại bây giờ khó rồi. Thành cấp 3 mới nâng cấp được à? Đây. Chả thấy đào được cái gì. I have sailed the world. Thằng 2F này đang chiến tranh với mình, nó rất mạnh. May mà có thằng Pretonia nó làm tường cho mình chỗ này nên nó chưa xuống được đất của mình. Nhưng mà mình cũng không có ý định tiến lên trên này trước bộ. Đánh phía nam này trước đấy. Nhưng mà phía nam này cũng không ổn. To the tides, so why should
không có cái ứng dụng cho phép để hòa bình. Chuột lại mò lên này. Noska và cái thằng Empire này vẫn chưa đánh nhau qua lại mãi chưa xong rồi. Mình chờ mãi thằng khỉ kia nó chưa đi đến. Ui, Noska phương Bắc thống nhất được rất nhiều đất để quân này. King of the Va- What message do you bring for the vampire? Absolutely. Speak, the Witch King of Naggarond will hear your words. Trey. I suppose. I refuse. By the cruel seas. A timely arrival. My You're a pretender. I travel the world seeking jewel. What? Chẳng có cái gì xây thật. Xây cái này có được cái gì đâu. Corruption. Ôi dạ. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.